Thưa quý vị, cũng như nhiều địa phương khác, Thừa Thiên Huế đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, nền nhiệt cao đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân. Các em học sinh cũng đã bị ảnh hưởng khi thời gian học tập phải kéo dài sang mùa nắng nóng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Hiện nay, nhiều trường học trên địa bàn đã triển khai nhiều giải pháp chống nóng để giúp học sinh đến trường đảm bảo sức khỏe và kết quả học tập. Phóng sự ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại trường Mầm non Thủy Xuân, thành phố Huế, nhiều giải pháp đã được nhà trường triển khai tại cả ba cơ sở. Ngoài việc trang bị hệ thống mái vòm lật giúp gió lưu thông, trường còn chú trọng đến việc trồng nhiều cây xanh có bóng mát, các giàn cây leo tạo ra các vòm cây cho trẻ hoạt động ngoài trời. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã kêu gọi sự ủng hộ của phụ huynh để tăng cường thêm quạt điều hòa và lắp đặt thêm 5 máy nước uống tại vòi cùng hệ thống phun sương tự động nhằm tạo thêm độ ẩm trong không khí. Nhiều giải pháp khác như thay đổi khẩu phần ăn đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ, thay đổi không gian lớp học tạo không gian xanh sạch sẽ cho trẻ học tập vui chơi cũng được trường Mầm non Thủy Xuân triển khai và mang lại hiệu quả tích cực. Nhà trường đã rất chú trọng lắp đặt thêm nhiều hệ thống quạt, điều hòa và các vòi nước uống tại vòi đảm bảo cho các cháu, và là để chống nóng thì nhà trường cũng đã lắp đặt hệ thống phun sương để giảm bớt cái nhiệt độ cho các cháu trong mùa hè. Ngoài ra là cũng là tuyên truyền phối hợp với phụ huynh là cho các cháu làm mặc những trang phục phù hợp với thời tiết để đảm bảo cho các cháu là khi đến trường là không bị nóng. Và nhà trường cũng rất là chú trọng đến cái công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, tại vì trong mùa nóng rất là dễ có những trường hợp ngộ độc xảy ra. Thì nhà trường là về cái mặt hợp đồng thực phẩm thì đảm bảo an toàn từ trước đến nay rồi, thì nhà trường là rất chú trọng về cái xây dựng thực đơn, chú ý đến các cái rau củ quả, tăng cả cái loại rau củ quả mà giải nhiệt trong mùa hè. Còn tại trường tiểu học Quang Trung, thành phố Huế, công tác chống nóng cũng đã được nhà trường quan tâm bằng nhiều cách khác nhau. Ngoài tăng cường quạt và chuẩn bị nước lọc tại các lớp học, các phòng học của trường đều lắp đặt hệ thống điều hòa, đảm bảo các em được học tập trong một môi trường tốt nhất, không để vấn đề thời tiết ảnh hưởng đến kết quả học tập. Bên cạnh đó, xác định việc giáo dục cho học sinh ý thức tự chăm sóc bản thân trong mùa nắng nóng là cách tốt nhất để các em có thêm kiến thức về sức khỏe. Nhà trường đã tăng cường công tác tuyên truyền đến phụ huynh và học sinh những giải pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe khi ở trường và ở nhà. Bố trí thêm phòng y tế và trang thiết bị theo quy định cho phòng y tế học đường, sẵn sàng sơ cứu ban đầu, xử lý những tình huống về sức khỏe đối với cả giáo viên và học sinh. Tới trường thì thầy cô giáo của con có tay con là phải uống nước thật nhiều để thanh lọc cơ thể. Thì tiếp theo là không ấy là chơi nhưng mà chạy nhảy không có chạy mồ hôi quá nhiều, bởi vì sẽ dễ bị cảm, và có thể là tăng cường uống nước cam để bổ sung thêm vitamin C. Và là giá là giống như là khi chơi thì là phải nên lừa bóng mát để, bởi vì tránh tiếp xúc với ánh mặt trời quá nhiều sẽ dễ bị giống như say nắng. Cô y tế bảo con là giờ buổi trưa là thường là vào trong lớp là chặn ra ngoài sân chơi, bởi vì buổi trưa là thời tiết rất là nắng nóng nên là khi mà mình ra là mình có thể dễ bị say nắng hoặc bị sốt. Trường tiểu học Quang Trung được thuận lợi là tất cả các phòng học 100% có điều hòa. Nhà trường đã trang bị thêm hệ thống quạt để đảm bảo không khí mát mẻ cho các em trong giờ học. Nhà trường cũng đã trang bị toàn đầy đủ hệ thống nước uống cho các em, và thường xuyên nhắc nhở các em uống đủ nước trong những ngày hay nắng nóng, không tổ chức các hoạt động ngoài trời, và nhắc nhở các em các biện pháp phòng chống bệnh nắng nóng trong mùa hè. Hiện tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn đã lên các phương án đảm bảo sức khỏe cho giáo viên và học sinh, nhất là sắp xếp tổ chức các tiết dạy học, ôn tập và thi học kỳ một cách hợp lý giữa các ngày trong tuần để tăng hiệu quả các giờ học, tránh việc giáo viên và học sinh bị quá tải. Đồng thời có các biện pháp bảo vệ chống nóng cho học sinh trong điều kiện thời tiết như hiện nay.